chào mọi người. Buổi chiều hôm nay thì mình ra vườn mình hái hết rau muống luôn, mình lặt hết rau muống để mình làm cái món mới. Mình làm một món luộc nè mọi người, một món luộc, một món xào, một món canh đó. Mình dầm hột vịt vô đây, xong cái mình chấm rau luộc. Mình thì ăn luộc, chồng mình ăn xào, bé thì thích ăn canh, nó đầy đủ hết luôn. Anh ca thì thích ăn trứng. Nên giờ chia đầy đủ, con ăn đi. Đó, bây giờ cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mà mọi người yêu thích gia đình mình thì cho mình một like và một đăng ký để mình phát triển kênh thôi nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau của gia đình mình nha. Bye bye. Bye bye.